Thưa quý vị, sau hơn nửa năm cho sinh viên học trực tuyến do dịch COVID-19, các trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bắt đầu cho sinh viên đi học trở lại từ giữa tháng 2 năm 2022. Vì vậy, rất nhiều sinh viên từ các tỉnh thành trở lại Đà Nẵng để tìm kiếm chỗ ở mới, chuẩn bị cho học kỳ sắp tới. Điều này không chỉ tạo nên sự sôi động cho dịch vụ thuê trọ mà thị trường vật dụng gia đình cũng đắt khách, nhất là các chợ truyền thống nơi có các trường đại học đóng chân. Những ngày qua, phố xá Đà Nẵng đâu đâu cũng thấy bóng dáng những bạn trẻ chở theo những chiếc vali to cồng kềnh trên hành trình về lại giảng đường để học trực tiếp. Trong đó có nhiều tân sinh viên lần đầu tiên xa gia đình đặt chân đến thành phố mới để bắt đầu hành trình mới. Thuê trọ, mua sắm vật dụng sinh hoạt, dụng cụ học tập, bắt đầu cuộc sống tự lập xa gia đình. Một số đồ đạc sau thời gian dài để ở trọ không sử dụng thì nó cũng đã bị hư hỏng. Nên bọn con phải đi mua thêm á. Như là ẩm siêu tóc hay nồi cơm điện hay là quạt thì đều bị hỏng hết rồi. Còn giá cả thì bọn con hiện tại mua ở đây thì thấy giá cả cũng hợp lý á. Mấy cô chủ kiểu cũng thân thiện nên chắc là không có vấn đề gì quá lớn. Những ngày này, tiểu thương tại chợ Bắc Mỹ An, quận Hòa Sơn cũng phấn khởi vì sự sôi động trở lại sau nhiều tháng kinh doanh ế ẩm. Theo ghi nhận, sức mua các vật dụng gia đình tại các chợ siêu thị tăng từ 30-60% trong khoảng một tuần trở lại đây. Những ngày mà có sinh viên vô thì chợ có vẻ nhộn nhịp hơn, tấp nập hơn. Hai năm vừa rồi không có sinh viên, không có du lịch thì coi như chợ đứng sừng luôn, không hề bán được một đồng. Với những hộ kinh doanh tại khu vực chợ Bắc Mỹ An, sinh viên là đối tượng khách hàng xếp thứ hai trong hoạt động kinh doanh của họ. Sau 9 tháng chứng kiến sự vắng vẻ của chợ, với biết bao mong ngóng chờ ngày sinh viên quay lại. Với họ, có sinh viên thì việc buôn bán sẽ thuận tiện hơn, nhưng đó chưa phải là tất cả. Việc các em mà quay trở lại mà mua sắm cũng như học tựa tường, học lại thì cũng là một cái tin đáng mừng. Thì cũng đề nghị chính quyền là quan tâm hơn nữa về vấn đề kiểm soát cái dịch bệnh cho nó an toàn hơn để các em được học hành được ổn định hơn. Có thể nói, sinh viên trở lại thành phố để nhập học những ngày qua góp phần làm cho nhịp sống tại Đà Nẵng thêm rộn ràng. Hiện ngành du lịch cũng đã sẵn sàng đón du khách trong và ngoài nước. Hy vọng dịch bệnh được kiểm soát tốt, nhịp sống sôi động tại thành phố sẽ trở lại trong thời gian sớm nhất.